Trung Quốc tiếp tục tập trận ở biển Hoàng Hải và Bột Hải. Trung Quốc khởi động hai chuỗi tập trận ngoài khơi bờ biển phía đông. Động thái được cho là nhằm phô trương sức mạnh trước sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Theo South China Morning Post, SCMB, các cơ quan an toàn hàng hải ở Giang Tô và Liêu Ninh, Trung Quốc thông báo Trung Quốc khởi động hai cuộc tập trận. Cuộc thứ nhất bắt đầu hôm 29 tháng 8 ở biển Hoàng Hải và sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 9. Cuộc thứ hai bắt đầu hôm 28 tháng 8 ở Bột Hải và sẽ kéo dài một tuần. Đây là các cuộc tập trận mới nhất mà Trung Quốc tuyên bố công khai. Trung Quốc đã tổ chức ít nhất 9 cuộc tập trận, trong đó một số là tập trận đạn thật ở nhiều vùng biển bao gồm biển Hoa Đông và biển Đông. Các nhà quan sát quân sự Trung Quốc cho rằng các cuộc tập trận này nhằm gửi thông điệp tới Mỹ và Đài Loan. Hôm 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ nói Bắc Kinh phóng tới 4 tên lửa đạn đạo trong các cuộc tập trận ở khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lâu năm gốc chỉ trích động thái này đặt ra nghi vấn về cam kết của Bắc Kinh trong việc tránh các hành động mang tính khiêu khích. Mỹ sau đó điều động khu trục hạm USS Mustin tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa. Mỹ và Nhật Bản hôm 29 tháng 8 lên tiếng phản đối bất cứ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng của các tuyến đường thủy quan trọng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuyên bố này được ông Kono đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Mark Esper tại căn cứ không quân Anderson của Mỹ ở đảo Guam. Liên quan đến hoạt động của Trung Quốc bộ ngoại giao việt nam yêu cầu trung quốc hủy bỏ tập trận ở quần đảo hoàng sa tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này việt nam nhiều lần nhấn mạnh việc duy trì khu vực biển đông ổn định hòa bình hợp tác và phát triển không những là nguyện vọng mà còn là trách nhiệm chung của các nước ở biển đông các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế để hiện thực hóa mục tiêu này cần có nỗ lực chung của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế thực thi đầy đủ và có trách nhiệm các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982